tiếng hát của ai mà sao nghe rùng rợn quá vậy? À, cha, cháu vào ngay. Cha, tiếng gì vậy? Con sợ quá cha ơi. Cha cũng nghe thấy, nhưng mà không biết khuya rồi, ai hát nữa. Thôi con cứ nằm nghỉ đi, để cha ra kiểm tra. Dạ, dạ, cha cẩn thận nha. À, đằng kia là gì vậy? Hình như tiếng hát phát ra từ đó, chạy tới đó xem thử. Có người tới, có người tới, trốn thôi, trốn thôi. Ồ, mình nghe có tiếng hát ở đây mà, đâu mất tiêu rồi. Vậy ai hát chứ? Nơi này vắng vẻ, bấy lâu nay mà có ai ghé thăm đâu. Hả? Bông hoa gì đẹp quá vậy, còn thơm nữa. À, có lẽ con gái mình rất thích đây, mình phải đem về mới được. À, chúng ta đang ở trong nhà. Đúng rồi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Là một người đàn ông, ta sẽ lấy thân xác của hắn. Không, là của ta, ta sẽ lấy thân xác hắn. Hai người cứ giành nhau đi, ta không giành lão già xấu xí đó đâu. Là của ta, ta sẽ giành cơ thể của một cô gái xinh đẹp. Đúng rồi, ta sẽ lấy thân xác này. Người ta sẽ xinh đẹp, hai lão chồng kia sẽ mê ta. Ngủ một giấc thiệt là ngon. Nào, cô gái ơi, dậy đi. Cô gái, dậy đi, sao giờ này còn ngủ nữa? Con gái con nữa sao nằm cái tướng kỳ vậy? Con gái. Hả? Sao nó nằm yên bất động vậy? Con gái, tỉnh dậy đi. Mấy người lại, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi còn cha già mà, đừng. Này, bà xã, tại sao là kéo hai chúng tôi vào đây chứ? Đừng ngu ngốc, ta có được thân xác của người phụ nữ đẹp này rồi, thì vợ của hai người trở nên xinh đẹp. Hai người đâu có cần phải trở thành người nữa đâu, vẫn có thể hưởng thụ được sung sướng mà. À, hay đó. Không, đừng lấy thân xác của tôi, làm ơn đi bà. Càng nhìn càng xinh đẹp, ta sẽ trở thành người, một cô gái xinh đẹp. Cho. Đi cả mấy ngày rồi, kinh thành sao mà xa quá. Ngựa của mình cũng chưa được nghỉ nữa, nó cũng đã đuối rồi. Không biết lần này thi cử ra làm sao nữa, nhưng mà đường xá cực khổ quá, mình phải cố gắng mới được. Cho. À, dưới kia có một căn nhà hay sao? Đúng rồi, mình xuống đó nghỉ ngơi một chút mới được. Nhưng mà thật kỳ lạ, sao căn nhà đó khói nghi ngút vậy? Chẳng lẽ căn nhà đó đang thờ cúng cái gì hay sao? Mình xuống đó xin ta túc một đêm mới được. Cho. Sao trong căn nhà này lại có tiếng khóc của người đàn ông chứ? Chẳng lẽ căn nhà này có người qua đời hay sao? Làm ơn, thưa gia chủ, cho tôi tá túc ở đây một đêm được không? Làm ơn, thưa gia chủ. Con ơi. Tôi là học sinh, lỡ đi qua đường xa quá. Làm ơn cho tôi nghỉ một đêm được không ạ? Tôi biết nhà gia chủ đang có chuyện buồn, nhưng mà tôi có thể phụ giúp. Làm ơn đi, tôi đã đi mấy ngày rồi, ngựa của tôi rất là đói. May quá, gặp được gia chủ. Anh là ai? Dạ, thưa ông, tôi là một học sinh nghèo ở dưới quê, lên kinh thành để ứng thí. Nhưng mà đường dài, xa xôi quá, tôi chưa nghỉ ngày nào cả. Mong ông có thể cho tôi tá túc đêm nay được không ạ? Xin lỗi cậu, gia đình tôi đang có chuyện buồn, không thể nào tiếp đón người lạ. Mong cậu thứ lỗi cho. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin cảm ơn ông, tôi không làm phiền ông nữa. Nhưng mà cho tôi hỏi, gia đình ông đang gặp chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp ông. Cậu hãy đi theo lão,
Lão khổ quá, mấy ngày nay không biết con gái của lão bị chuyện gì nữa. Đột nhiên nó đã ngất xỉu. Lão đã kêu nó rất nhiều lần, nhưng nó ngủ ly bì mấy ngày hôm nay, không biết nó bị bệnh gì nữa. Lão chỉ có một mình nó là người thân, là đứa con gái lão thương nhất mà thôi. Cậu nếu không cứu được nó cũng không sao. Này lão, cho tôi hỏi, trước khi con gái lão bị như thế này, lão có đem vật gì lạ vào phòng hay không? Vật lạ hả? À có à. Tôi có thấy một bình hoa rất đẹp, tôi đã nhặt nó. Tôi để cạnh giường của tôi ở phía ngoài kia kìa. Là cái thứ hoa này hay sao? Đúng rồi đó. Lão ơi, lão có thể cho tôi đem bình hoa này ra ngoài một chút được hay không? Được, cậu thích làm gì nó cũng được. Cảm ơn lão. Mình xem nãy giờ, nhưng mà thấy bình hoa này bình thường mà. Chẳng lẽ mình quá đa nghi hay sao? Mình vào nhà xem cô gái một lần nữa, coi như thế nào đã. Tại sao lại có tiếng nói từ cái bình hoa đó chứ? Dưới mặt nước. Thì ra là vậy. Trời ơi, là một chàng trai trẻ hay sao? Hồi ngô tấn tấu quá. Được, ta sẽ bắt linh hồn của chàng trai trẻ này. Nhưng mà khoan, hắn đưa chúng ta đi đâu vậy? Tại sao hắn đưa chúng ta xa khỏi cái căn nhà đó? Nóng quá. Bình tĩnh lại đi. Hắn bỏ đi rồi, chúng ta sẽ thoát ra ngoài mà thôi. Các ngươi thật là ngu ngốc. Đến giờ này các ngươi tưởng đâu không ai phát hiện các ngươi à? Bởi vì ta phát hiện các ngươi nên ta mới đốt. Hả? Hắn nhìn thấy chúng ta sao? Không xong rồi. Chết ta mất, ta nóng quá. Thiếu hiệp ơi, làm ơn tha mạng. Chúng tôi chỉ là những con quỷ hiền lành mà thôi. Đúng rồi đó Thiếu hiệp, chúng tôi lỡ dại lần này đâu. Làm ơn tha mạng cho chúng tôi. Lũ quỷ các ngươi hãy nhớ bài học này, đừng bao giờ tái phạm nữa. Nếu không ta gặp lại, chắc chắn ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Cảm ơn chàng trai trẻ nhiều lắm. Chàng trai trẻ đúng là một người vừa tài giỏi vừa xuất chúng. Đúng là bọn quỷ độc ác mà. Không sao đâu gia chủ, thôi tôi phải lên đường rồi. Khoan đã, con gái mau ra đây đa tạ ân nhân đi. Dạ thưa cha, thiếp cảm ơn chàng đã cứu mạng của thiếp, mong một ngày được gặp lại chàng. Nhìn con gái của lão mắc cỡ chưa kìa, nhưng mà nó rất là thích cậu. Cậu lên kinh ứng thí đi, sau khi về cậu hãy ghé lại đây, ta gả con gái ta cho cậu. Không dám à. Nếu mà tôi có thi đậu trạng nghiên thì chắc chắn tôi sẽ về rước cô ấy, còn nếu không thì tôi xin lỗi ông. Hay, đúng là quân tử. Tôi xin kiếu. Cha ơi, chàng ấy đi rồi. Con gái của ta mới bị lớn mà đã biết yêu rồi à. Hả? Loài quỷ đó là chúa trả thù, bọn chúng không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Thôi, không xong rồi, mình phải quay lại. Đúng là một chàng trai vừa tài hoa mà vừa xuất chúng nữa. Con gái à, con mà lấy được anh ta là phước ba đời của con đó. Cứu tôi. Anh ta sao lại trở lại? Cứu tôi. Tôi trên đường đã bị bọn cướp, bọn chúng giết ngựa và cướp hết tài sản của tôi. Cha ơi, dũng sĩ của chúng ta bị thương rồi kìa. Cha, mau ra cứu đi. Không thể nào. Sao dũng sĩ lại dễ dàng bị hạ như vậy? Dừng lại đi con. Cứu anh đi. Không. Không, cô gái, đừng lại gần nó. Hả? Lại thêm một tráng sĩ nữa hay sao? Chắc lẽ. Không, con gái. Hồn kiếp. Ba con quỷ dám giả dạng ta. Ông lão, cô gái. Không,
Hai người hãy tỉnh dậy đi. Không.